test cặp loa cho bác khách ngoài Hà Nội. Và những bác khách kỹ tính thường là cứ thích là phải thử, phải được nghe. Nhưng đối với bên Ngọc Quang thì em test rất kỹ. Chương 1. Test từng chương 1. Vâng, em chỉ cần test một chiếc một thôi, nó đã đưa ra một cái chất âm tuyệt vời. Đấy, dòng loa 350V, dòng loa của Nhật Bản. Dòng loa này các bác có thể nghe trong căn phòng bé, nghe độc lập một mình cặp loa này. Hoặc là rất là hay khi các bác phối ghép với cả BM giữa BB350V này và những cặp loa bông Mỹ. Rất là hợp, rất là hay. Cặp loa BB Nhật Bản sẽ chuyển về cho bác khách ở Mỹ Đình. Bên Ngọc Quang thì là bên chuyên cung cấp hàng bãi, lựa chọn rất là kỹ và cẩn thận. Khi em đã đánh số rồi thì nó đâu ra đấy, và những cặp nào đi cặp đó. Và em cũng đã test rất là kỹ. Các bác thực sự phải thông cảm cho Ngọc Quang, vì những cặp 350V em test rất là nhiều rồi. Thì tiện đây em làm một video thôi để giới thiệu với các bác. Và cặp loa này phối ghép những âm ly như 203, 35 mã hoặc 203L, nó rất là hay. Và đặc biệt là phối ghép với loa bầu, em nhắc lại một lần nữa, với những loa bầu Mỹ thì nó tuyệt vời. Vâng, mua cặp loa này giá tại cửa hàng 3.500.000, rất là chất lượng. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Em xin dừng video để đóng hàng cho bác khách ở ngoài Mỹ Đình. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.